Mặc dù các bệnh viện và cơ quan liên quan đã có nhiều biện pháp để bảo đảm an ninh bệnh viện, bảo vệ y bác sĩ, song tình trạng hành hung nhân viên y tế vẫn tái diễn. Mới đây, trong lúc hướng dẫn khai hồ sơ, thì một điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã bị người nhà bệnh nhân xông vào đánh hội đồng. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 2 giờ ngày mùng 5 tháng 11, anh Trương Ngọc Nghĩa là điều dưỡng khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tiếp nhận một bệnh nhân trú tại thành phố Đồng Xoài nhập viện do bị thương ở bàn tay phải. Khi hướng dẫn khai hồ sơ do người nhà bệnh nhân ghi hai lần vẫn sai nên anh Nghĩa đã yêu cầu phải viết lại. Bất ngờ, một người nhà bệnh nhân dùng tay tát vào mặt anh Nghĩa, số người khác dùng bàn ghế để đánh anh Nghĩa. Anh Nghĩa hoảng sợ bỏ chạy thì tiếp tục bị nhóm người này đuổi theo hành hung gây thương tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên điều dưỡng Nghĩa, và đồng thời phía bệnh viện đã phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài trích xuất camera tại khu vực anh Nghĩa bị tấn công để phục vụ cho quá trình điều tra.